Chào các bạn. Hôm nay mình nói về cái chủ đề về cái thắp một bóng led duy nhất ở trên cái ổ cắm điện, hoặc là các bạn có thể chế cháo nó làm cái đèn báo sáng. Tuy nhiên thì nếu mà thắp để mà làm đèn báo thì nó quá đơn giản, chỉ đấu qua điện 220 là ok. Chỉ cần đấu qua con điện trở rồi cắm vào thẳng điện 220 là ok. Nhưng mà thắp để nó sáng hơn một chút thì đó là cả một vấn đề. Sở dĩ mình nói là nó khó là bởi vì nó là như vậy. Tại sao? Nếu như các bạn thắp vài ba bóng led, khoảng là 3, 2, 3 cái, 4 cái thì nó lại đơn giản. Nhưng mà nếu các bạn thắp một cái bóng duy nhất mà để cho nó sáng hơn một chút thì nó không hề đơn giản một tí nào hết. Nếu như mà không cân chỉnh chính xác thì có thể là dẫn đến trả giá khoảng độ vài chục. Còn bóng led là cái chuyện bình thường. Vì là từ điện 220 mà hạ một phát xuống còn có 3V thì đâu có đơn giản đâu. Nếu như mà nhảy lên một tí, lệch một tí thôi là bóng led nó đã đi rồi. Còn nếu như đấu qua điện trở thì nó chỉ sáng ở cái mức độ gọi là di dí, yếu yếu, đủ để làm đèn báo. Thì ở đây có hai cách. Một là các bạn có thể đấu qua điện trở để làm đèn báo. Hai là các bạn có thể làm cho nó sáng hơn. Đầu tiên thì mình cũng sơ qua về cái chuyện là phục chế một cái ổ cắm điện cũ để dùng như thế nào cho nó tiện lợi hơn. Chế từ cái ổ 3 chân, 3 chân thì các bạn chế thành 2 chân thôi. Các bạn có thể dùng led 3 ly hoặc led 5 ly. Và các bạn có thể lắp nó đằng trước hoặc là lắp đằng sau. Vẫn tuy nhiên thì vấn đề linh kiện ở đây mới là quan trọng, là các bạn lấy linh kiện ở đâu. Chứ còn thắp có một cái bóng led mà các bạn phải chạy lên trên hiệu để đi mua linh kiện thì nó quá là mất công, tha thôi đừng có làm nữa chứ rồi. Cho nên là quan trọng là lấy linh kiện ở đâu. Cho nên mình mới nói là ở trong cái bộ chấn lưu điện tử hỏng nó có linh kiện vừa khéo để mà thắp một bóng led. Nó có một con điện trở 220k. Đỏ đỏ vàng. Và các bạn lấy con điện trở 220k đó và đấu nối tiếp với một con bóng led, sau đó đấu thẳng vào hai đầu vào điện 220 thì cái bóng led đó sẽ sáng mờ, sáng đủ để làm một cái đèn báo. Và nó sáng ở mức độ này, tức là nó sáng rất là yếu, chỉ đủ để làm đèn báo thôi. Thì khi nó sáng ở mức độ này thì nó sẽ được rất là lâu, được rất là bền. Nó giống như cái led ở trong ổ cắm điện. Tuy nhiên nếu như các bạn muốn cho nó sáng hơn một tí thì các bạn lấy một con tụ 47N hoặc là 22N. 47N thì tất nhiên thì nó sẽ phải sáng hơn 22N rồi. Và tụ ở trong cái chấn lưu điện tử này cũng được, bởi vì nó là toàn là cái loại trên chịu áp, chịu đựng trên 100V cả. Nó không hỏng đâu. Nếu hỏng thì biết liền. Bởi vì sao? Thì các bạn thử là biết ngay, bởi vì khi các bạn thử thì cũng không mất gì đâu. Cũng là những cái linh kiện nhặt được và thử thì biết liền. Và để mình dùng thời gian xem nó có hỏng không. Nào hỏng mình sẽ báo cho các bạn.
Tuy nhiên thì để cân chỉnh cho Tuy nhiên các bạn phải có một con điện trở 10K nữa, nếu không thì các bạn sẽ phải trả giá rất là nhiều bóng LED luôn. Sẽ đụng sơ sẩy một cái là nó cháy luôn. Chính vì thế mà sau khi tính toán, đo lường và tính toán thì mình xác định là các bạn phải thêm ở đầu của nó một con điện trở 10K nối với con điện trở 220K đấu song song với con tụ. Tức là con điện trở 220K sẽ đấu song song với con tụ, sau đó đấu nối với con điện trở 10K. Sau đó thì đấu và cái bóng LED thì các bạn để chiều nào cũng được. Sau đó thì các bạn đấu một đầu bóng LED vào điện 220. Đầu kia đầu con điện trở 10K thì các bạn đấu thẳng vào nguồn điện 220 còn lại, như vậy là bóng sẽ sáng ở cái mức độ tương đối. Sáng hơn rất nhiều so với các bạn dùng điện trở. Còn nếu các bạn dùng điện trở mà muốn cho nó sáng hơn thì sớm muộn gì điện trở cũng cháy. Tuy nhiên nếu như các bạn mà muốn vừa làm đèn để sáng luôn, giống như kiểu như là đèn ngủ luôn á, thì các bạn lại phải làm thêm cái công tắc ở trên cái ổ cắm điện ấy. Bởi vì lúc mà các bạn có thể là các bạn làm công tắc riêng cho cái bóng LED, hoặc là có thể các bạn sẽ làm công tắc chung cho cả ổ cắm điện luôn. Thì thích thì các bạn bật công tắc thì bóng LED sẽ sáng, mà không thích thì các bạn tắt công tắc đi. Còn nếu mà các bạn làm công tắc chung cho cả ổ cắm điện thì bật công tắc thì LED sáng và ổ cắm điện cũng sẽ có điện, còn tắt công tắc thì mất hết toàn bộ. Còn nếu các bạn làm riêng thì công tắc cho LED thì bật công tắc LED sẽ sáng, còn ổ cắm điện thì bao giờ nó cũng có điện. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.